Ngày 9 tháng 3, Công an quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 5 đăng kiểm viên thuộc trung tâm đăng kiểm 2901S để điều tra về tội nhận hối lộ. Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp với đội 3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội phát hiện tại trung tâm đăng kiểm 2901S, địa chỉ phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, có dấu hiệu của tội nhận hối lộ, quy định tại Điều 354 Bộ Luật Hình sự. Trong thời gian từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 12 năm 2022, khi khách đi đăng kiểm đã có hành vi đưa tiền để các đăng kiểm viên bỏ qua các lỗi vi phạm như đèn, gương, khối lượng xe vượt quá quy định, không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận kiểm định. Bước đầu tại cơ quan điều tra, các đối tượng Phạm Hồng Thắng, giám đốc đăng kiểm viên bậc cao, Lê Sĩ Mạnh, phó giám đốc đăng kiểm viên bậc cao và các đăng kiểm viên gồm Nguyễn Văn Chương, Trần Đức Hiếu, Phạm Hồng Thanh là nhân viên nghiệp vụ đã khai nhận nhận tiền của chủ xe để bỏ qua lỗi vi phạm. Đến nay, cơ quan điều tra đã thu hồi số tiền các đối tượng nhận hối lộ của các chủ phương tiện là 1,458 tỷ đồng trong thời gian từ năm 2020 đến cuối năm 2022. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Tình, còn gọi là Tình Râu, sinh năm 1987, ngụ tỉnh Hậu Giang, Cao Văn Trung, còn gọi là Trung Cua, sinh năm 1992, ngụ Cà Mau, Nguyễn Ngọc Sang, sinh năm 1975 và ba người khác về tội cố ý gây thương tích. Trước đó, Sang và vợ chồng ông Hoàng Xuân Hấn góp tiền mua lô đất ở phường Thạnh Lộc, quận 12. Sau đó hai bên mâu thuẫn nên Sang xây hàng rào gây áp lực để vợ chồng ông Hấn trả nợ. Nhiều lần xây nhưng bị phá bỏ nên Sang nhờ Trung bảo vệ xây hàng rào với giá 600 triệu đồng. Trung nhận lời rồi nhờ Tình là giang hồ chuyên bảo kê đòi nợ và trả 500 triệu đồng. Cuối tháng 11 năm 2021, Sang xây hàng rào ở lô đất trên dưới sự bảo vệ của nhóm Tình. Sau đó, Sang báo Tình hàng rào bị phá dỡ, thì Tình kêu cả nhóm kéo tới lô đất rồi đánh ông Hấn thương tích 16% và vợ ông là 0,4%. Cuối tháng 2 năm 2023 và đầu tháng 3 năm 2023, Công an bắt giữ 6 bị can trên. Ngày 9 tháng 3, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết đã có công văn hỏa tốc thông tin về việc hai phương tiện bị sóng lớn đánh chìm trên vùng biển Phú Quý, huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Theo đó, vào lúc 15 giờ ngày 8 tháng 3, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận nhận được thông tin từ ông Dương Văn Hải, thuyền trưởng phương tiện xà lan mang số hiệu LA05923. Trên phương tiện có 4 thuyền viên, khi đang hành trình trên vùng biển tỉnh Bình Thuận thì gặp sóng to gió lớn nên phương tiện bị đánh chìm, trôi dạt trên biển. Các thuyền viên chuẩn bị bỏ tàu và yêu cầu cứu nạn khẩn cấp. Ngay sau khi ghi nhận sự việc, tàu của lực lượng cảnh sát biển neo đậu tại khu vực biển Phú Quý đã xuất phát ra biển cứu nạn các thuyền viên của phương tiện LA05923. Ngoài ra, theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận, một chiếc xà lan khác mang số hiệu LA05922 trên phương tiện có 3 thuyền viên khi đang hành trình trên vùng biển Phú Quý thì có nguy cơ bị sóng lớn đánh chìm. May mắn sau đó, 3 thuyền viên trên chiếc xà lan này được một tàu khác cứu vớt, sức khỏe ổn định. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục chỉ đạo và thông báo cho các đồn biên phòng trong khu vực Hải đội 2 cùng các tàu thuyền của tỉnh Bình Thuận hiện đang hoạt động trên biển gần khu vực tọa độ phương tiện LA05923 bị nạn biết, tăng cường quan sát, hỗ trợ tìm kiếm các thuyền viên còn đang mất tích trên biển, cứu vớt kịp thời. Những ngày qua, người dân ở ven biển Gành Đỏ, khu phố An Thạnh, phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên vô cùng lo lắng trước tình trạng triều cường dị thường xâm thực bờ biển, tàn phá nhiều công trình tài sản của dân. Trên bờ biển, những khối bê tông cốt thép của các công trình bảo vệ nhà cửa người dân bị sóng đánh vỡ nát, trôi dạt dần ra biển. Bên trong kè, nhiều công trình hệ thống ống nước, đường điện cũng bị sóng đánh hư hại, uy hiếp vào khu vực dân cư. Ước tính có gần 100 mét bờ biển bị xâm thực sâu từ 5 đến 7 mét. Theo ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Xuân Đài, hiện tượng triều cường mạnh vừa qua là kiểu thiên tai không chỉ trái quy luật mà còn diễn ra trong khoảng thời gian dài. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Xuân Đài khuyến cáo bà con chủ động nắm bắt thiên tai triều cường để đảm bảo an toàn tính mạng tài sản. Đặc biệt thông tin rộng rãi đến các lồng bè tàu thuyền ven biển để nắm bắt chủ động tránh trú.
Gần đây, nhiều chủ cửa hàng, đại lý bán lẻ xăng dầu đồng loạt phản ánh tình trạng các doanh nghiệp đầu mối và phân phối lại bóp chiết khấu trở lại, khiến nhiều cơ sở bán lẻ rất lo lắng, có nguy cơ đóng cửa, phải xin tạm ngưng kinh doanh vì lỗ. Một số thương nhân đầu mối đã có thông báo giảm mức chiết khấu cho các đại lý kể từ ngày 8 tháng 3, xuống chỉ còn 400 đến 500 đồng một lít với dầu và 700 đồng một lít với xăng E5 RON 92 và RON 95. Thậm chí có một số tổng kho ở miền Bắc đã thông báo áp mức chiết khấu mới là 300 đến 400 đồng một lít với xăng và 100 đồng một lít với dầu. Cá biệt có một số kho thông báo chiết khấu bằng 0 đồng một lít với cả xăng lẫn dầu. Theo tính toán của các đại lý, hiện nay mức chiết khấu phải trên 1.000 đồng một lít mới có thể có lãi, trong khi chiết khấu có nguy cơ tụt về 0 đồng một lít thì nhiều đại lý cho biết vài ngày gần đây còn khó lấy được hàng. Trước tình trạng các đầu mối lại bóp chiết khấu, có thể tái diễn cảnh khan thiếu xăng dầu như đã xảy ra vào năm 2022. Ngày 8 tháng 3, Bộ Công Thương đã có văn bản gửi các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối, yêu cầu các đầu mối nhập khẩu theo kế hoạch đã được giao từ đầu năm và lượng nhập khẩu giao bổ sung ngày 24 tháng 2. Các đầu mối cũng phải công bố nguồn hàng nhập và xuất bán cho thị trường tại website của doanh nghiệp và báo cáo về Bộ Công Thương trước ngày 20 hàng tháng. Trường hợp cửa hàng bán lẻ xăng dầu nào thiếu hàng để bán, thương nhân cấp hàng phải chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định. Thanh tra Chính phủ vừa có kết luận kiểm tra xác minh đề xuất hướng xử lý nội dung phản ánh kiến nghị của tập thể cán bộ hưu trí tỉnh Cà Mau về việc chuyển nhượng đất vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Cà Mau, Công ty Phát triển Nhà Cà Mau, Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Cà Mau nắm giữ hơn 97% vốn điều lệ. Theo Thanh tra Chính phủ, trong quá trình thực hiện dự án khu dân cư Thạnh Phú năm 2016, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thiên Tân nhận chuyển nhượng hơn 13.560 m² đất của Công ty Phát triển Nhà Cà Mau với giá hơn 15,5 tỷ đồng. Tại thời điểm chuyển nhượng, Công ty Phát triển Nhà Cà Mau không xin ý kiến chủ sở hữu phần vốn nhà nước. Mặt khác, khi chuyển nhượng không xác định lại giá trị tại thời điểm chuyển nhượng, không tổ chức đấu giá là vi phạm quy định tại khoản 3 điều 16, quy chế quản lý tài chính ban hành kèm theo quyết định số 9 trên quy đề HDQT ngày 6 tháng 10 năm 2016 của Hội đồng Quản trị Công ty Phát triển Nhà Cà Mau. Điều đáng lưu ý, giá trị theo hợp đồng chuyển nhượng so với giá trị tính theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất do Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành đối với phần đất 13.560 m² có sự chênh lệch giá rất lớn, hơn 11 tỷ đồng. Với những sai phạm trên, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo hướng xử lý đối với nội dung phản ánh của tập thể cán bộ hưu trí tỉnh Cà Mau. Đối với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật tương xứng đối với tổ chức cá nhân có liên quan đến các vi phạm như đã nêu trong phần kiểm tra xác minh và kết luận. Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị chuyển thông tin sang Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an để điều tra làm rõ việc chuyển nhượng quyền sử dụng hơn 13.560 m² đất của Công ty Phát triển Nhà Cà Mau cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thiên Tân theo quy định tại Điều 219 Bộ Luật Hình sự năm 2015, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Tối ngày 8 tháng 3, Cục Hợp tác Quốc tế Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cho biết, trong buổi làm việc chiều cùng ngày tại trụ sở Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, ông Bành Thế Đoàn, tham tán văn hóa Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, đã thông báo về việc chính phủ Trung Quốc đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt 2 từ ngày 15 tháng 3. Ông Bành Thế Đoàn cho biết, trong tháng 2, Việt Nam đã đón hơn 932.000 lượt khách quốc tế. Đây là lượng khách quốc tế mà nhiều quốc gia trong khối ASEAN mong muốn đạt được trong giai đoạn hậu Covid-19. Trong thời gian tới, hy vọng khách quốc tế vào Việt Nam đạt mức tăng trưởng mạnh mẽ. Việt Nam sẽ là một trong số quốc gia được ưu tiên xem xét các chuyến bay thẳng, bỏ yêu cầu cung cấp kết quả xét nghiệm PCR trước 48 giờ. Du khách nhập cảnh chỉ cần cung cấp kết quả xét nghiệm nhanh hoặc tổ chức xét nghiệm xác suất 2%. Phía Trung Quốc mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam, cùng nhau đảm bảo quyền lợi chính đáng của khách du lịch mỗi nước. Cùng với việc thông báo quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt 2, ông Bành Thế Đoàn cũng thông báo một số hoạt động lớn về văn hóa, thể thao và du lịch trong năm 2023 do Trung Quốc đăng cai tổ chức. Trong đó có Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 19 tổ chức tại thành phố Hàng Châu vào tháng 9, Đại hội Thể thao Sinh viên tại Thành Đô vào tháng 7. Hai bên sẽ phối hợp tổ chức một số hoạt động giao lưu nghệ thuật.